Huyện Bắc Trà My lại rung chuyển vì động đất. Theo tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, sáng nay ngày 18 tháng 9, trên địa bàn của huyện lại xảy ra 3 trận động đất liên tiếp khiến cho người dân vô cùng bất an. Trận động đất đầu tiên xuất hiện vào khoảng 1 giờ sáng, hai trận tiếp theo lần lượt xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút và gần 5 giờ sáng nay. Theo người dân cho biết, đợt rung chấn vào lúc 1 giờ rất mạnh khiến cho người dân ở thị trấn Bắc Trà My cùng các xã lân cận như Trà Đốc, Trà Bùi, Trà Tân đều chạy ra khỏi nhà. Hầu hết người dân ở huyện Bắc Trà My đã quá mệt mỏi vì những trận động đất xảy ra liên tiếp trong thời gian qua, trong khi các cơ quan chức năng lại nói động đất sẽ giảm dần, nhưng trên thực tế thì ngược lại. Tính từ đầu tháng 9 đến nay, trên địa bàn huyện Bắc Trà My đã xảy ra 20 trận động đất lớn nhỏ làm nứt nhà dân và một số trường học. Vì sống dưới túi nước của thủy điện sông Tranh 2 nên mỗi khi có động đất xảy ra, người dân vô cùng lo lắng. Nếu túi nước đó bị vỡ, không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra. Sau các đợt rung chấn vào sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My lại một lần nữa gửi báo cáo đến cho tỉnh Quảng Nam để báo cáo. Vì ngoài việc báo cáo ra, chính quyền địa phương hiện chưa có một phương án nào để phổ biến đến người dân khi có động đất xảy ra.